Xin chào anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Trong video này thì Biển Xanh xin chia sẻ đến anh chị mình một thông tin về việc chấm dứt hoạt động của một số dự án tại huyện Đức Hòa anh chị nhé. Đức Hòa ngày 26 tháng 4 năm 2023 báo cáo về việc thông báo trên trang thông tin điện tử của huyện các dự án chấm dứt hoạt động năm 2023. Đó là công ty cổ phần Phú Nam Long Len và công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh. Dự án thứ nhất đó là dự án khu dân cư Mỹ Hạnh Bắc tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Văn Ánh. Dự án này khoảng 12,6 hectare tại xã Mỹ Hạnh Bắc, thông báo chấm dứt hoạt động số 505 ngày 24 tháng 4, 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự án này thì nó nằm sát bên khu dân cư Cát Tường Phú Sinh. Và dự án thứ hai đó là dự án khu dân cư nông thôn, diện tích khoảng 12,5 hectare tại xã An Ninh Đông và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa của tỉnh Long An, do công ty cổ phần Phú Nam Long Len làm chủ đầu tư. Và dự án này cũng có thông báo chấm dứt hoạt động số 457 ngày 17 tháng 4, 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh thông báo đến anh chị mình hai dự án vừa mới thông báo trên trang thông tin điện tử vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 của huyện Đức Hòa. Quý anh chị mình đang đi đầu tư tại khu vực huyện Đức Hòa và có đầu tư một số cái dự án như thế này thì chúng ta cũng nên theo dõi anh chị nhé. Quý anh chị mình đang quan tâm đến bất động sản tại khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, những cái bất động sản đã có sổ hồng riêng sẵn rồi, pháp lý an toàn rõ ràng thì hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh hoặc là đăng ký kênh YouTube Bất Động Sản Biển Xanh để chúng ta theo dõi những cái thông tin hữu ích cũng như là những sản phẩm để mình có thể cân nhắc đầu tư anh chị nhé. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều sản phẩm giá rẻ mỗi ngày. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng video này tại đây. Xin thân ái chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.